Ramen bia. Loại ramen này không được trình bày trong tô như cách mà những nhà hàng khác bày bán, mà nó được đặt trong một cốc thủy tinh to có tay cầm, loại mà chúng ta thường dùng để uống bia. Loại mì này có sợi mảnh và nước dùng trong màu vàng, và để nó trông giống một cốc bia hơn, chủ quán đã thêm một phần bọt trắng làm từ gelatin và lòng trắng trứng lên phía trên cốc mì. Nếu bạn muốn nếm thử loại ramen mới lạ này thì hãy đến Vancouver nhé! Bim bim với những vị quái dị chưa nghe đến bao giờ. Bạn nghĩ thế nào nếu trộn bim bim với coca hay chấm bim bim cùng với sữa chua? Nghe thật kỳ lạ đúng không? Hiện nay có rất nhiều loại bim bim ra đời mang hương vị vô cùng độc và lạ như bim bim vị coca, bim bim vị sữa chua, bim bim vị nước lọc. Những loại bim bim này hiện đang được bày bán khá nhiều tại các cửa hàng tiện lợi hay siêu thị tại Hàn Quốc. Tương ớt vị tôm cá. Tương ớt là một loại nước chấm không thể thiếu trong mọi bữa cơm của chúng ta. Nhưng nếu bạn đã chán các loại tương ớt bình thường, thì hãy thử tương ớt vị cá hoặc vị tôm xem sao. Loại tương ớt này không chỉ mang đến vị cay nóng, mà bạn còn có thể cảm nhận được mùi vị hải sản nữa đấy. Rong nho. Rong nho thuộc họ Colorbaceae, phân bố tự nhiên ở vùng Đông Nam Á, Nhật Bản và các đảo vùng Thái Bình Dương. Loại rau này được người Anh gọi là trứng cá hồi xanh, còn người Nhật gọi nó là nho biển. Rong nho là một trong những loại rong biển giàu chất dinh dưỡng, được coi là thần dược chống lại lão hóa và bệnh tật. Hiện nay rong nho được bán khá phổ biến và thường gặp trong các món sushi hay sashimi của người Nhật. Xúc xích cá hương vị phô mát. Lại thêm một món ăn mới lạ đến từ xứ sở hoa anh đào nữa đây. Khi xúc xích heo, xúc xích bò đã quá quen thuộc với bạn, thì hãy thử ngay xúc xích cá vị phô mai này đi nhé. Đảm bảo bạn sẽ mê tít với hương vị đậm đà của cá, hòa quyện với vị phô mai béo ngậy ngất ngây này thôi. Pizza hoa quả Việt Quốc. Các loại pizza truyền thống giờ đây đã quá tầm thường khi có sự xuất hiện của loại pizza ngọt này. Thay vì phủ một lớp topping đầy thịt và phô mai, người ta đã thay thế bằng một loại trái cây có vị chua ngọt, nhẹ nhàng như Việt Quốc, khiến nó trở thành loại pizza độc nhất vô nhị. Các tín đồ của pizza hay các món ngọt, đừng quên nếm thử loại pizza này nhé! Bánh mì khổng lồ. Gần đây khi có dịp đi ngang vùng châu đốc An Giang, mọi người thường truyền tay nhau mua những chiếc bánh mì khổng lồ để ăn hoặc làm quà cho người thân. Chiếc bánh mì này có chiều dài từ 0,9 đến 1,2 mét và nặng từ 2 đến 3 kg, được nhiều người vô cùng yêu thích. Chậu hoa ăn được. Nếu là lần đầu tiên bạn nhìn thấy, thì có thể bạn sẽ không phát hiện đây là chậu cây thật hay giả đâu. Nhiều người lần đầu thử món ăn này đều khá e dè, nhưng hóa ra nó có vị vô cùng thơm ngon, chứ không có mùi bùn đất gì cả. Thực ra đây là một loại bánh ngọt được bày bán tại một nhà hàng tráng miệng ở Hàn Quốc. Và nếu bạn tò mò muốn thử thì không cần phải đi tận Hàn Quốc xa xôi, mà hiện nay món tráng miệng này đã được du nhập vào Việt Nam và bán khá nhiều tại các cửa hàng đồ ngọt mang phong cách Hàn Quốc rồi đấy. Bánh mì đóng hộp. Nếu bạn đang lo ngại việc bánh mì sẽ bị khô và không bảo quản được lâu, thì bây giờ đã có một phát minh mới khiến bạn không còn phải đau đầu nữa rồi. Một hộp bánh mì nâu, đóng hộp, có nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên đã được cho ra đời. Loại bánh mì này có thể ăn lạnh hoặc hâm nấu đều được, và nếu muốn ngon hơn, bạn có thể ăn kèm với bơ đậu phộng hoặc các loại mứt hoa quả yêu thích. Giờ đây bạn đã không còn phải lo lắng việc bánh mì sẽ bị khô khi mang đi cắm trại rồi phải không nào? Bánh sô-cô-la bạc hà. Món ăn này được bán tại một tiệm cà phê ở London và thu hút được nhiều sự quan tâm của các tín đồ cuồng ngọt. Vị đắng nhẹ của sô-cô-la kết hợp với chút the the của bạc hà sẽ làm bạn siêu lòng ngay khi thử đấy. Chỉ cần một lát bánh, thêm một tách cappuccino sẽ làm buổi chiều của bạn trở nên thoải mái nhẹ nhàng hơn. Ramen xanh.
Loại ramen này mang hương vị nhẹ nhàng, tinh tế và cực kỳ thích hợp cho những người đang giảm cân mà bỗng nhiên thèm một tô ramen nóng hổi. Thịt heo thường thấy trong ramen được thay bằng thịt gà, trứng và hành nhật, nhưng sự đặc biệt của món ăn này lại nằm ở phần nước dùng. Nước dùng được chiết xuất từ tảo spirulina nên mang một màu xanh vô cùng đẹp mắt và thu hút sự hiếu kỳ của mọi người. Nếu bạn muốn thử loại ramen xanh này thì hãy đến ngay Tokyo, Nhật Bản để thưởng thức nhé. Thịt heo chay. Giờ đây ăn chay đã không còn vô vị nhạt nhẽo nữa rồi. Thông thường người ăn chay chỉ xoay quanh các món rau hay đậu hũ, thì giờ đây những người ăn chay vẫn có thể ăn được thịt cá như những người ăn mặn. Sản phẩm đóng hộp này là sự kết hợp của nhiều loại bột và gia vị khác nhau, tạo nên nhiều chủng loại đa dạng như thịt heo, thịt bò, cá đóng hộp. Các sản phẩm này được đánh giá khá cao vì đem lại sự mới mẻ cho những người ăn chay. Nước sốt dành cho chó. Đây là một sản phẩm mới ra mắt trên thị trường gần đây và được giới yêu thú cưng vô cùng yêu thích. Sản phẩm này không chỉ cải thiện được hương vị của bữa ăn cho boss của bạn mà nó còn bổ sung nhiều vitamin, khoáng chất giúp chó có thể phát triển khỏe mạnh. Kem than củi. Gần đây kem than tre đã trở thành trào lưu trong giới trẻ. Mọi người vô cùng hứng thú với vị kem màu đen độc đáo này. Kem làm từ than tre nhưng mang vị ngọt ngào nhẹ nhàng, lại tốt cho sức khỏe, thích hợp cho những ngày Sài Gòn nóng bức như hiện nay. Ẩm thực là một sự sáng tạo không ngừng và cũng nhờ vậy chúng ta lại có được những món ăn hấp dẫn, mới lạ, dù bên cạnh đó vẫn còn những món không ai dám ăn. Nếu có dịp, bạn có dám thưởng thức những món kể trên hay không? Tiến hóa là một quá trình kéo dài và không ngừng nghỉ, qua đó giúp cho sinh vật ngày càng phát triển theo chiều hướng tích cực. Nếu một lúc nào đó một loài vật không còn tiến hóa nữa, đó sẽ là ngày tàn của loài đó. Tuy nhiên, quá trình tiến hóa không hề hoàn hảo và điều này đúng với cả con người. Vì mới đây, các chuyên gia tại Đại học Oxford, Anh đã tìm ra lý do tại sao con người hay bị đau lưng và hông, lỗi chính là ở sự tiến hóa. Theo đó, quá trình con người biết đứng thẳng và đi lại bằng hai chân đã tác động không nhỏ đến cuộc sống. Chưa kể các chuyên gia còn cho rằng thế hệ sau này còn phải chịu rủi ro và tác động lớn hơn vì chính sự tiến hóa. Cụ thể, nhóm chuyên gia đã nghiên cứu cấu trúc xương của hơn 300 loài vật khác nhau trong vòng 400 triệu năm trở lại đây. Họ nhận thấy ở các loài linh trưởng tiến hóa, từ di chuyển bằng 4 chân lên 2 chân, phần cổ xương đùi trở nên dày và nặng hơn. Có điều, nhiều nghiên cứu đã cho thấy phần xương này càng dày, bệnh viêm khớp phát triển càng dễ. Đó chính là lý do ngày càng có nhiều người mắc các chứng viêm khớp, đau hông. Hơn nữa, có vẻ như xu hướng phần xương này ngày càng dày hơn ở các thế hệ tiếp theo. Điều này cho thấy trong tương lai loài người có nhiều khả năng mắc phải chứng bệnh này hơn. Theo tiến sĩ Paul Mung, chủ nhiệm nghiên cứu, chúng tôi có thể thấy những khớp xương trong các bệnh nhân trẻ tuổi đang có xu hướng lồi ra ngoài. Tại sao nhân loại lại để xảy ra hiện tượng này? Nhìn vào quá trình tiến hóa, chúng ta đã có câu trả lời. Tiến sĩ Mung cho biết, cách duy nhất để giảm thiểu nguy cơ viêm khớp đau lưng là tìm cách luyện tập tư thế đúng. Đi thẳng, ngồi thẳng, nằm thẳng, đó là cách thức dễ dàng nhất. Đối với những người đang mắc phải chứng bệnh này, vật lý trị liệu có thể là câu trả lời. Ngoài ra, tiến sĩ Mung cho rằng người bệnh nặng cũng nên cân nhắc cấy ghép các khớp xương nhân tạo. Pray for me.